Lửa giả rồi. Sờ thế. Sờ đây này, kỹ thuật này, sờ này, vuốt này. Anh vuốt thử em. À, em không? Ok. Bên này dày không? Đấy, thấy không? Đấy, thì nó kiểu bị bê trô ấy. Bê trô. Bê trô. Ôi, tờ này 500 nghìn à? Ờ, giả anh 300. Ôi. Anh thấy thế nào? Okay. Anh thấy ok không? Em không biết gì về tiền đâu, anh gặp ngoài. Anh thấy ok không? Nếu mà ok thì chốt kèo với anh Long Bá Vô Tiền Tệ luôn. Đưa tờ 500 giả 300. Thế là em lời em lỗ. Anh lời 200 ấy thôi. Như vậy là anh lời 200 này, ok mà. Anh mà số này 1616166 ấy. Em xem nào. Xem được. À đây đây anh em ơi. 1616 loại này thì mình cũng không mua. Thực ra là loại này bình thường ấy, trên thị trường ngày xưa nó bán thì nó cũng chỉ tầm 1 triệu, nhưng mà tờ này nó bị gấp rồi, ít người chơi lắm.